Siêu thị Âu Trăn ngừng hoạt động, dân đổ xô đến gom hàng thanh lý. Khoảng 8 giờ 45 phút ngày 22 tháng 5, siêu thị Âu Trăn trên đường Trường Sơn, quận 10 đã có rất đông người dân tập trung phía trước cửa siêu thị. Đúng 9 giờ, nhân viên siêu thị mở cửa, hàng trăm người dân ùa vào bên trong để mua hàng giảm giá. Mặt hàng gia dụng là loại mặt hàng được giảm giá, sâu nhất lên tới 50%. Nhiều mặt hàng khác giảm giá từ 20-30%. Sở dĩ chuỗi siêu thị Ao Chan có đợt giảm giá mạnh nhất từ trước, đến nay là do siêu thị này muốn nhanh chóng thanh lý hàng hóa. Việc này nhằm thúc đẩy nhanh chóng tiến trình bán lại Ao Chan Việt Nam cho đơn vị kinh doanh khác. Trước đó, đại diện tập đoàn Ao Chan Retail chia sẻ, đơn vị này đã quyết định bán hệ thống siêu thị Ao Chan tại Việt Nam do hoạt động kinh doanh thua lỗ. Mảng kinh doanh của Ao Chan tại Việt Nam chỉ đạt khoảng 45 triệu EZO trong năm 2018. Chị Kim Nhung Ngụ quận 10 cho biết, nghe thông tin siêu thị Âu Tràn thanh lý hàng hóa, nên sáng nay gia đình chị đến đây để săn đồ. Chị đã mua rất nhiều thứ như xà bông, nước xả, giấy, kem chăm sóc da trẻ em. Xe đẩy chở hàng của tôi đầy rồi, chồng tôi đang đi lấy xe khác để mua tiếp. Hàng giá rẻ nên tranh thủ mua rồi về dùng dần, chị Nhung nói. Theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ, nhiều kệ hàng hóa đã trống trơn nhiều người dân vẫn đang khẩn trương và nhanh tay chọn những sản phẩm khuyến mãi. Lượng khách hàng đổ về siêu thị Auchan để gom hàng thanh lý vẫn tiếp tục tăng. Được biết, Auchan là thương hiệu bán lẻ của Pháp có mặt tại Việt Nam từ năm 2015. Auchan đã mở được chuỗi 18 siêu thị trong 4 năm qua. Sau đây là những hình ảnh dân trí ghi nhận vào sáng nay. Đại Việt, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.